Năm 2002, lần đầu tiên vòng chung kết World Cup diễn ra tại châu Á. Hai quốc gia vinh dự đứng ra tổ chức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại giải đấu này, đội bóng xứ sở Kim Chi đã trở thành hiện tượng khi lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ của bóng đá thế giới để tiến vào bán kết của một giải đấu mang tầm thế giới. Kết thúc giải, người Hàn Quốc hãnh diện vì nghĩ rằng họ không chỉ tổ chức một giải đấu thành công, mà đội tuyển của họ đã làm nên một điều thần kỳ trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là những vết đen có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể tẩy xóa. Hàng loạt hành vi phi thể thao của tuyển thủ Hàn Quốc cùng sự tiếp tay của các trọng tài sau đó đã bị phanh phui. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại scandal chấn động bóng đá thế giới vào năm 2002 nhé. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2002, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã bí mật gặp trọng tài người Argentina Angel Sanchez tại một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô Buenos Aires. Không rõ hai người đã bàn bạc gì với nhau, chỉ biết rằng ở trận đấu giữa Hàn Quốc với Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng vòng bảng do ông Angel Sanchez điều khiển đã diễn ra vào những màn thảm kịch dành cho Brazil của châu Âu. Phút thứ 27, Sanchez đã rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu của tiền vệ João Pinto sau tình huống phạm lỗi không nguy hiểm. Đến phút thứ 66, vị vua áo đen người Argentina tiếp tục tặng Beto thẻ vàng thứ hai do lỗi phản ứng. Trời thiếu hai người cùng tâm lý ức chế, Luis Figo và các đồng đội đã mất tinh thần để rồi nhận bàn thua duy nhất ở phút thứ 70 do công của Park Ji-sung, qua đó trao tấm vé vào vòng knockout cho Hàn Quốc. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Italia ở vòng 1/8 cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Trọng tài chính người Ecuador, Brian Moreno, đã thoải mái để các cầu thủ xứ sở Kim Chi dùng võ để thi đấu trong suốt cả trận đấu. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống tiền đạo vào thay người Lee Chun-su tung chân sút thẳng vào đầu hậu vệ Paolo Maldini của Italia mà cũng chẳng bị nhận thẻ. Kết thúc 90 phút chính thức, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Italia là Christian Vieri và Seon Ki-hoon là người đã gỡ hòa cho Hàn Quốc. Phút 103 ở hiệp phụ đầu tiên, Totti bị phạm lỗi trong vòng cấm của Hàn Quốc. Không những không cho tuyển thủ ý hưởng penalty, ông Moreno còn cho rằng Totti đã ăn vạ nên rút thẻ vàng thứ hai
tước quyền thi đấu của số 10 bên phía Azzurri. Chưa hết, Italy còn bị từ chối hai bàn thắng hợp lệ của Verri và Tomasi. Nhờ sự ủng hộ của những người cầm cân nảy mực, Hàn Quốc hiên ngang đi tiếp khi An Trung Hoan ghi bàn thắng vàng cho đội chủ nhà ở phút thứ 117. Người hùng An Joo Hwan sau đó đã trở thành nạn nhân của sự căm phẫn tại Italia. Dư luận tại xứ sở mì ống đã đòi câu lạc bộ Perugia thanh lý ngay hợp đồng với chủ nhân của bàn thắng vàng tại vòng 1/8 World Cup 2002. Tuy nhiên, chẳng đợi làn sóng phản đối nổi lên, chủ tịch Luciano Gauci của Perugia cũng đã ra phán quyết với tuyển thủ người Hàn. Thậm chí ông Gauci còn mỉa mai: "Hồi mới đến đây, trông An Joo Hwan như con dê con lạc mẹ. Hắn không đủ tiền mua một cái sandwich." Những hình ảnh tiêu cực tiếp tục được Hàn Quốc và trọng tài lặp lại ở tứ kết khi gặp Tây Ban Nha. Theo thống kê, đàn bò tót đã phải chịu 22 cú vào bóng ác ý của các cầu thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ có một cầu thủ duy nhất của đội tuyển xứ sở kim chi nhận thẻ vàng, đó là Yu Sang Chun. Trong khi trọng tài chính Gamal Angandu lại rút ra hai thẻ vàng để phạt Javier Pedro và Fernando Morientes của La Rosa vì lỗi phản nàn. Tuy nhiên, cơn thảm kịch chỉ đến với Tây Ban Nha khi họ bị trọng tài từ chối hai bàn thắng hợp lệ sau 120 phút thi đấu. Tâm lý ức chế trên lối chơi bạo lực của cầu thủ Hàn Quốc cùng những tiếng còi méo của trọng tài Angandu đã khiến cho đội tuyển đến từ bán đảo Iberia để thua 3 năm sau loạt penalty. Qua đó, theo chân Italia rời World Cup đầy tức tưởi. Tại bán kết, khi các cầu thủ Hàn Quốc không còn đủ sức để gây khó dễ cho một đội tuyển Đức đầy lạnh lùng, bản lĩnh của Michael Ballack và Oliver Kahn, thì các cầu thủ viên của đội chủ nhà lại có những hành động vô cùng phản cảm. Người hâm mộ xứ sở kim chi đã đem di ảnh của tiền đạo Miroslav Klose và thành Oliver Kahn để chù úm cỗ xe tăng. Tuy nhiên, mục đích đen tối của họ đã thất bại hoàn toàn khi Michael Ballack ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 75, chấm dứt cơn ác mộng mang tên Hàn Quốc. Đội đồng chủ nhà kết thúc cuộc hành trình bằng thất bại 0-1 trước Đức, trước khi thua nốt Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 trong trận tranh hạng 3. Theo thống kê thì World Cup 2002 có 5 bàn thắng không được công nhận và 4 trong số đó thuộc về những trận đấu có mặt của Hàn Quốc. Những sai lầm mang tính hệ thống của đội ngũ cầm cân nảy mực trong trận đấu của Hàn Quốc khiến giới mộ điệu hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ về việc các ông vua sân cỏ này chịu tác động từ thế lực ngầm nào đó để hỗ trợ đội bóng xứ ở kim chi.
sẽ không công bằng nếu phủ nhận sạch trơn nỗ lực phi thường của Hàn Quốc. Họ đã được ca ngợi bằng những tiến bộ dưới triều đại của phù thủy Goh Hiddink với nền tảng thể lực vượt trội và ý chí đáng khen. Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ giải đấu, có lẽ người hâm mộ bóng đá châu Á vẫn sẽ coi Hàn Quốc là nỗi hổ thẹn với tiếng còi méo của trọng tài, chứ không phải là một niềm tự hào như cái cách mà người hâm mộ xứ sở kim chi vẫn thường nói về bóng đá nước họ.